Những ngày cuối năm thì dòng sông không thấy có rác thải nhựa. Bởi vì người ta không còn đi làm và xả rác nữa, người ta lau về quê hết rồi. Rác thải ở đây tập trung là rác cũ. Xin lỗi mọi người, không thể nhặt rác và thải được. Bởi vì không đủ kinh phí để lượm. Kênh YouTube chưa có phát triển, lượm mệt lắm, mất thời gian lắm, mà không ai ủng hộ, không có đủ thời gian kiếm sống. Chị come here. Chị sợ cá sấu.